Mặc chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con và sa thủ lành thai con kính nhân bích đến sư. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Trước tiên chúng con xin được thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng và xin chào sức việt quỳnh diễn mộng thi an lạc thần nhật hằng hòa mết ta trang thư diễn viên và thân chào quý vị. Ở đây chúng con xin được phép đại diện chư tôn đức để truyền biên giới đến toàn thể đạo tràng chư phật tử. Nam mô Phật Thầy Giá. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem mắt lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava, đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tư ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va, đó ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh do ngài tư ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết làm lễ Đức Phật Ca Va, đó ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tư ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Da Ha Sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Qua Đỏ, ngài là bờ thật ăn cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Qua Đỏ, ngài là bờ thật ăn cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va Đỏ, ngài là bờ cả đá hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến chi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Phật hằng sa ra nang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham mang sa ra nang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin vi y pháp. Sang ca hang sa ra nang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin vi y tăng. Du ti yam pe po ta hang sa ra nang gacchami. Con hết lòng thành kính xin vi y lần thứ nhì. Du ti yam pe tham mang sa ra nang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin vi y pháp lần thứ nhì. Du ti yam pe sang ca ra nang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin vi y tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pe po ta hang sa ra nang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ ba. Ta ti yam pe tham mang sa ra nang gacchami. Con đem hết lòng thành xin vi y pháp lần thứ ba. Ta ti yam pe sang khang sa ra nang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin vi y tăng lần thứ ba. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đồ tỳ giám bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì.
Rồi thì giảm bi thọng ăn sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Rồi thì giảm bi sẵn khăn sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Rồi thì giảm bi bích hăng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tập thì giảm bi thọng mong sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tập thì giảm bi sẵn khăn sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Thế sarana kahan paraton nang pháp viên bảo tròn đủ chứ có bấy nhiêu. Ama phan tê, dạ chúng con xin vâng. Panatipata veramane sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự sát sanh. Adinna dana veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự trộm cắp. Abrahmacharya veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự thông dâm. Musavada veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự nói dối. Surameryamachapamadathana veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikalapochana veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự ăn trái giờ. Na-cha-ge-ta-va-di-ta-vi-so-ka-da-sa-na-ma-la-ran-ta-vi-le-pa-na-tha-ga-na-man-da-na-vi-po-sa-na-tha-na-ve-ra-man-ni-sik-ha-ba-đang-sa-ma-di-ya-mi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang sự mua hát thổi kèn đờn xem mua hát nghe đờn kèn trang điểm tho vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Vicha sajana maha sajana veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh sang chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Manati vata veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự xa xanh. Adinna dana veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aramacariya veramani sikha badang samadhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Mô sa qua đa về ra ma ni sức khả ban đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma cha ba ma đa tha na về ra ma ni sức khả ban đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và ca chặt say. Vì ca là phô chá na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Na cha huy ta qua đi ta huy tu ca đa sa na ma la gặn tha vi lê ba đa sa ba na ta đa na măng đa na vi phu sa đa tha na vệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa
sự múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm tháo vật thơm, dời phân và đeo trạng hoa. Ô cha sayana maha sayana vệ ramani sikha badang samadhyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y mang a thăng ra sam mang na ga tăng bồ tháp bần nhà tăng tục bồ sa thăng y mang cha ra tình y mang cha đi qua sang sam ma đề qua a thi ra khi tâm sam ma a đi ya ma. Chúng con xin thọ trì bạc hoàng trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu đệ vân dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atasikha badani opo satasi lavasin imancha ratin imancha divasang satukang katwa apamadena nechakalang sammarakitapang. Chư thiện tinh sau khi ta thọ trì tam vi và bát quan trai giới nơi tam bảo các vân giữ hành theo được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. A à, ma phan tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su ra tin dân ti ca chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sì lê na phô ca sam pa đa ca chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sì lê na ni pu tin dân ti ca chúng sanh được giải thoát đạo quả niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta na si lòng vì về bởi ca cây nên chư thiền tinh đã thọ trì dưới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Xa thu thành thai ua tam ăn ghê nào quanh đê hăng ba đà phẳng sông ba ruột tam ăn bồ thầy vô khai lì trâu đô sơ bồ thâu tam mà tu tăng mà măng ô tam ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cho được vị thắng và răng thầm mê vô khai lì trâu đô sơ thầm mô tam mà tu tăng mà măng ô tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cho được vị thốt tam ăn sẵn ghê vô khai lì trâu đô sơ sẵn khô tam mà tu tăng mà măng. Vật tu sa pa mang ca lang ra khan tu sa pa đề va ta sa pa pa tha no pa ve na sa da sa te pa van tu te pa vật tu sa pa mang ca lang ra khan tu sa pa đề va tam sa pa tham ma no pa ve na sa da sa te pa van tu te pa vật tu sa pa mang ca lang ra khan tu sa pa đề va ta sa pa sang cam nô pha vê na sa đa sa tê pha văn tô tê tất cả phước bao hàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người a do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự an là thường thường đến người chư tư gia chân ra tha xe tham ma tha xe tham ma tu sa tam ma tu e đăng pa lang e ta smien ra na ta ya smien sam ba sa da na che a cho cầu xin cho quả của tam tinh thành tam bảo cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn cho được thành tu mỹ mãn. Sa thục sa đành thai dặn kinh chỉ cư sanh là cảm mang cách tập bằng khi đi dặn mà cả dê nào quả cha manasa khi đã xe từ tăng cả tăng dê sa ta san nhị nô và thị dê cho sa ta a san nhị nô cả tăng buồn nhà phà lăng mấy hăng sa bể pha ghi và hoàn từ thế dê tăng cả tăng sư quý đi tăng điện năng
bốn nhập pha lang ma ye cha ta thana cha nan ti đệ qua gần ta ni ye đại dâm sa bê đồ cam hi ye sa ta chi quan ta ra he tu ca ma muốn năng bồ cha năng sa bê là phan tu ma ma che ta sa ti. Chúng con thành kính thánh lễ tri ân ngài Đức Pháp Tăng là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan thế giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch đạo được ra kính dâng đến tất cả chư thiên. Nhất là chư thiên hậu trì chánh pháp còn mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama trồng đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nhật Quỳnh kính chào Vinh Kinh, kính chào Tinh Hoa, kính chào Diễm Nguyễn, mến chào Thích Trần Đạo, kính chào Thi An Lạc, kính chào Nguyễn Mộng. Và một bữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và mời Trần Đạo thay mặt đạo tràng cúng thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được vinh kinh giảng dự pháp ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, mời Thích Trần Đạo ạ. Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá, con kính đảnh lễ đại đức pháp tràng cùng chư tôn đức tăng ni, kính chào huynh kinh, kính chào anh chị trong đạo tràng. Con xin đảnh pháp sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma caloka dipati sahang bati katang cali angthi warang aya catha. Sangti tha satappa racapha catika. Desa itu thamang anukam bimang bacang sat thamma berin bina yang cakayang sutang ca pangdang abitham macamang aku tayang to satu sak cadangdang babo taneye parisa yamanje. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lập dạ ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Diệu Trần Như, được nêm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lạnh lưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh pháp sư xong ạ, dạ xin mời bàn tay của Vinh Kinh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư tôn đức tăng, xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học. Chỉ trước học cái nhiều quá này. Tập sẽ hối. Rồi hôm nay tiếp tục ha. Trước khi chúng ta vào buổi học. Chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahant
ัมมาสัพพะกวาพุทธังภะคะวังตังอภิวาเดมิสวัคคโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสัมมาสัมพุทธัมมตุลังสัสสะธัมมะยนุตตมังอภิวาติยะภาสิสสังอภิธรรมัตถสังฆังTôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sa Di Đà. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay trước khi vào buổi học thì chúng ta cùng nhau lên đọc phần Bali, đưa cho Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Nhật Quỳnh post lên dùm cho tất cả các bạn lên tham gia đọc để kiếm được những phước báo về trí tuệ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Sĩ Nhật Quỳnh nha. Đi bắt đọc trước phải không? Mình sẽ đi quần đi. Rồi, bắt đầu giờ rồi, ok. Này, đọc lại cái phần kỳ trước ha. Chúng ta kỳ trước đã có rồi. Đọc phần kỳ trước rồi xong cái có hai câu Bali kinh Pháp Cú để mở rộng thêm. Akusala che tasikha bành giá một là mã mô cha tu cá chê ta si cá cha tu ê cá mô hồ đuý a hi ri căng tí a nó tấp bằng cha tu út thấp chăng. Hai là mã lô tí cá chê ta si cá tí bành giá lô phô giá đít thí sắp tá Mano, thứ ba là mã đồ cho thức cá cho tú át thá đồ sô ná vá ít xa đá xá mắt chơ dần ê ca đá xá cút cút chân. Số 4 là mã thì đô cá chê thá xí cá đuý đòa đá xá thì năng tê lá xá mít thăng quý chí kích chà tê phá xí khá ê ká chút lá xá quý chí kích chà tê chút lá xí mê chê phá xí khá ác quý xà là ná mà ná mát. Đó là vậy. À xà rê xà rá mát tí nô xà rê chà xà rá đá xí nô tê sa răng na thi gấp chân tí mít cha sang gấp bác gô chá ra sa răng chá sa rá tô nhá tòa á sa răng chá á sa rá tô tê sa răng á thi gấp chân tí xăm bác sang gấp bác gô chá ra không chân tưởng chân thật tưởng không thấy không chân chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Nam mô Bổn Thầy Giác, đó là hai câu pháp cú để chúng ta đọc mở rộng thêm cái vấn đề kiến thức ha. Dạ, Nam mô Bổn Thầy Giác.
Nam mô Bích Thay giá. Dạ, chị Meta có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh thấy bàn tay của chị nhưng không thấy chị cầm mic à? Dạ, Đào Tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, xin lỗi, vậy thì để Meta. Dạ, Nam mô Bích Thay giá. Không biết cô có nghe được âm thanh của Meta chưa? Dạ được rồi, dạ cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ Meta xin đọc lại. Dạ con Nam mô Bố Tha Giá, Nam Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng, kính chào huynh kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ Meta xin đọc lại. Như vậy là hồi nãy chưa có ai nghe gì hết. Dạ Meta xin sám hối và xin đọc lại ạ. Á cú sa lá chê tá si cá banh chá một la mã mô chá tú chá chê tá si cá chá tú ê cá mô hồ đúy á hí rí căng tí á nốt tắc băng chá tú út thắc chăng. Hai la mã lô tí cá chê tá si cá tí banh chá lô phô chá đích thí sát tá ma nô ba la mã đô chá tú cá chá tú ác thá đô sô ná quá ít xà đá xá mắt chá rí dằn ê ca đá xá cút cú chằn. Bốn la mã thi đú cá chê tá si cá đúy đòa đá xá thi năng tây lá xá mít thằng quý chí kích cha chê tá si cá ê cá chút đá xá quý chí kích cha cha tí chút đá xí mề chê tá si cá á cú xá la na má dạ câu pháp cú số 11 a sa rê sa ra má tí nô sa rê cha sa ra đáp xí nô tê sa răng na thí gắt chanh. Dạ, hồi nãy thì không có chữ tí, là có Meta xin đọc lại câu pháp cú số 11. Á sa rê, ta rá má tí nô, sa rê, cha sa, rá đát xí nô, tê sa răng, na thí rắc chanh tí, mít cha săn cắp bá gô chá ra. Không chân tướng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Dạ, câu số 12, câu cú số 12, sa ranh chá, sa ra tô, nhà tòa. Á sa ranh chá, á sa ra tô, tê sa răng, tê sa răng. Á thí gắt chành tí, xăm má, xanh cặp bá gô, chá ra. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Chúng đạt được chân thật, do chánh tư chánh hạnh. Dạ mấy ta xin nhận ích cho người khác ạ. Yeah.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ca Giá. Dạ, còn kính lãnh lễ Đại Đức Pháp Tràng, kính chào, kính nghi lễ, kính chào quý Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quân kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật tín hiệu nghe rõ. Akusala Chetasika Nam Bằng Chá Mô Chá Tú Chá Sê Tá Sĩ Cá 4 Chá Tú 1 Ê Cá Mô Hồ 2 Đuý Á Hí Đi Căng 3 Tí A Nóc Tắp Bằng Chá Tú Út Thắc Chăng A Cú Sá Lá Chê Tá Sĩ Cá 5 Bằng Chá À, hai là mã lô tí cá chê tá xích cá ba tí năm bằng chá lô phô sáu chá đích thí bảy sát tá ma nô ba là mã đô chá tú cá bốn chà tú tám ác thá đô sô chín ná quá Issa 10 Đá Xá Mắc Chá Đi Dằng 11 Ê Ca Đá Xá Cút Cút Chăng 4 La Mã Thi Đú Cá Chê Tá Xích Cá 2 Đuý 12 Đoà Đá Xá Thi Năng 13 Tê Lá Mít Thăng 5 La Mã Ví Chí Kích Chà Chê Tá Xí Cá 1 Ê Cá 14 Cút Đá Xá Vít Chí Kích Chà Chà Tí Cút Đá Xí Mê Chê Tá Xí Cá A Cú Sa La Na Má Câu Pháp Cú số 11 Asare sara matino, sare cha sara dasino, te sarang na thi gap chang ti, mit cha sang cap ba go cha ra, không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Câu pháp cú số 12 Sa răng chá sa ra tô nát tòa Á sa răng chá á sa ra tô Tề sa răng á thí gắt chăng tí Sầm má sân cấp bá rô chá ra Chân thật biết chân thật Không chân biết không chân Chúng đạt được chân thật Do chánh tư chánh hạnh Dạ, con đã đọc xong, xin lỗi mất lợi cho vị kế tiếp ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, hôm nay đường truyền như thế nào nên thấy ít học viên quá. À, mến chào Châu Nguyễn về vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Meta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, Nhật Bình xin trả bài trước để Châu Nguyễn vào đạo tràng ổn định rồi. Mời bàn tay Châu Nguyễn nha. Dạ, Nhật Bình xin được trả bài ạ. Akusala Chê Tá Xí Cá Banh Chá Mơ Chá Tư Chá Xê Mơ Chá Tư Chá Chê ta si cá, cha tu, ê cá, mồ hồ, đi, á, hi đi cằn, tí, anh nốt tắt bằng, cha tu, út hát chăng. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép không bớt bài ra. Hai là mã, lô tí cá chê ta si cá, tí, Mạnh chá lơ phô chá đích thí sát tá ma nô ba la mã đồ chá tu
ca chatu attha đô sơ na quá ista đa sa mắt cha ri dằng ê ca đa sa cút cút chằng bốn là mã thi đô ca chê ta si ca đi đoà đa sa thì năng về la sa mít thằng năm la mã quy chí ký trà chê ta si cá ê cá chút đa sa quy chí ký trà trà tích chút ta si mê chê ta si cá a cú sa la na má. Mến chào xích niệm từ, Nhật Quỳnh đọc xong rồi Nhật Quỳnh bớt bài nên xích niệm từ và cho Nguyễn tiếp tục nha. Câu khóc của kinh số 11. Asa re sa namatino sa re cha sa radat sino te sa rang na tiga chan timit cha san cap ba go cha ra. Không chân tưởng chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Dạ con xin sám hối với đạo tràng. Câu pháp cú số 12. Sa ran cha sa ra to nhát to a sa ran cha ra a sa cha to đề sa ran a ti ga chan ti sam ma san cấp ba go cha ra chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Nam mô Bích Tha Dạ và Nhật Quỳnh đã trả bài xong. Dạ cảm ơn đạo tràng, cảm ơn huynh kinh. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị, Nhật Quỳnh sẽ bớt bài ra, vậy nào đọc trước thì cứ việc đưa bàn tay lên. Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, kính lễ Chư Kinh, dạ, kính chào, kính lễ quý cô tu nữ, dạ, kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Sư Trung Nguyễn, cảm ơn Sư Mita, cảm ơn Sư Nhật Quỳnh. Dạ, Đinh Tư xin trả bài. Akusala cetasika nam pancha mocha tucha cetasika bốn chatu một eka moho hai trí ahirikan ba tí anuttapang bốn chatu utthacchang hai la mã lotika tá chi tá ba tí năm bành tá đô phô sáu chá đích thí bảy sắc tá ma nô ba la mã đô chá tu cá bốn chá tu tám ắc thá đô sô chín na quá ít xa mười đá xá mắt chá rí dân mười một ê ca đá xá đá xá cúc
4 La Mã, Thi Đu Cá, Chê Tá Xích Cá, 2 Túy, 12 Tòa Đá Xá, Thi Năng, 13 Tê Lá Xá, Mít Thăng, 5 La Mã, Quy Chích Chích Cha, Chê Tá Xích Cá, 1 Ê Cá, 14 Cúc Đá Xá, Quy Chích Chích Cha, Chá Tí, Cúc Đá Xin Mê, Chê Tá Xích Ca, A Cúc Xá La, Na Ma. Dạ, hình từ xin đọc câu pháp cú số 11 ạ. À. Asare, Saramatino, Sare, Chara, Radassino, Te Sarang, Na Thí, Gắt Chăng Tí, Mít Cha Săng, Cắp Bắc Gô, Chá Ra. Không chân tưởng chân thật. Chân thật thấy không chân. Chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Dạ, câu, dạ, từ xin đọc câu pháp cú số 12. Sarang cha sarato toa asarang cha asarato te sarang athi gat chang ti sammasang kappago chara. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Dạ, đêm từ đó đọc xong bài. Dạ, xin cảm ơn đạo tràng và nhân từ xin dâng bích lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Khà. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy Kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con cảm ơn cô Trần Đạo đã cho con biết tín hiệu. Dạ con xin phép được đọc bài. Akusala Chetasika Nam Pancha Một La Mã Mô Chatu Chá Chetasika Bốn Chatu Một Ê Cá Mô Hồ Hai Đuý Ahirikan Ba Tí Anotapan Bốn Chatu Uthak Chan Hai La Mã Lô Tí Cá Chetasika Ba Tí Bạn chá, lô phô, sáu, chá, đích thí, bảy, sát tá, mà nô. Ba la mã, đô chá tú cá, bốn, chá tú, tám, ác thá, đô sô, chín, ná quá, ít xà, mười, đá xá, mắc chá bí dân, mười một, ê ca đá xá, cút cút chằn. Bốn la mã thi đú cá chê tá xí cá hai đúy mười hai đoà đá xá thi năng mười ba tề lá xá mít thần năm la mã quý chí kích chà chê tá xí cá một ê cá mười bốn chút đá xá quý chí kích chà Chà tí chút đá xí mê chê tá xí cà á cú xá là nà má. Dạ con xin đọc câu pháp cú số 11 ạ. Á xà rê xà ra mát tí nô xà rê chà xà ra đá xí nô tê xà răng nà thí gác tí mít chà sàn cắp bá gồ chá ra. Không chân tưởng chân thật,
chân thật, thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư, tà hạnh. Dạ, nên xin đọc câu số 12. Sarancasarato nattva Asarancasarato Te sarang Athiyacchanti Sammakan Sammasan Kappagocara. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh niệm. Dạ thưa con đã đọc xong mà con có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Giờ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào thầy kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc bài hôm nay. Akusala Cetasika Nam Pancha Một La Mã Mô chá tú chá chê tá xí cá, bốn chá tú, một ê cá, mô hồ, hai túy, á hí rí căng, ba tí, á nót thấp băng, bốn chá tú, út thắt chăng. Hai la mã, lô tí cá chê tá xí cá, ba tí, năm phần chá, lô phô. 6. Chá đích thí 7. Sát thá ma nô 3. La mã Đồ chá tú cá 4. Chá tú 8. Át thá đồ sô 9. Ná quá ít xa 10. Đá xá Má chá ri dân 11. Ê ca đá xá Cú khút chăng. Ba la mã, bốn la mã, thi đút cá chê tá xí cá, hai đuý, hai, đoa đá xá, thi năng 13, tê lá xá mít thăng, năm la mã, quý chí kích cha chê tá xí cá, một ê cá, 14, Cút đá xá, quý chí kích cha, cha tí cút đá xì mê, chê tá xí ca, á cú xá, la, nà má. Pháp Quốc Kinh số 11 Asare Saramattino, Sare ka Saradaksino. Tê sa rằng, na thi gách chàng tí, mít cha sang khắp bá gô, cha ra không chân, tưởng chân chân thật, thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư tà hạnh. Và Pháp Quốc Kinh số 2, sa rằng cha ra, cha sa ra tô, Nhát tòa, asa rằng cha asa rato, tê sa rằng athi gách chàn tí, samma sang khappago cha ra, chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật, do chánh tư chánh hạnh. Dạ con đã đọc bài xong, dạ con xin nhường cho người kế tiếp.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khả. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào tất cả quý vị. Chắc không còn ai lên nữa ha. Còn ai lên nữa quý vị? Không lên thì vô học luôn nha. Học luôn không hay sao? Có ai lên nữa không? Alo. Rồi, thôi vô học luôn nha. Rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu bước qua cái 4. Là tâm xã hội. Tâm nhóm nhóm bốn, nhóm thứ bốn, nhóm thứ tư là tâm sở hôn phần. Tâm sở hôn phần chứ không phải hôn trầm, chưa hôn trầm đâu, hôn phần trước đó. Đúng rồi, nhóm bốn thì đúng cách chê tất cả đó. Nhóm tâm sở hôn phần. Đúng rồi, đó, bốn la mã đó, tâm sở hôn phần, đúng rồi đó. Rồi, tâm sở hôn phần thì chúng mình có hai. Tâm sở hôn phần xứ dòng có hai là hôn trầm và thủy miên. Đúng rồi. À, xa thú cho nguyện, nhóm 4 tâm sở hôn phần, thì đức cách chế đó sẽ có hai là hôn trầm và thủy miên. Rồi, bắt đầu mình vô mình học cái tâm sở thứ nhất ha, tức là hôn trầm tâm sở đó là thi ná chê tá xí cá. Ông trầm tâm sở là thi ná chê tá xí cá. Thi ná chê tá xí cá. Chữ đó này. Thì nó chê bác sĩ khác và tâm sở và hôn trầm tâm sở đó, đúng chưa? Đúng rồi. Rồi về cái phần, đúng rồi. Rồi về cái phần chữ Hán Việt trước ha, chữ hôn ha, hôn hai chấm là hôn ám hay là mờ tối. À, hôn trầm á, là chữ hôn đầu tiên á, chữ hôn á, chứ không phải hôn nhau nha. À, hôn, hôn ám mờ tối, ý nghĩa này là hôn ám mờ tối. Rồi chữ trầm á, chữ trầm là chìm đắm, trầm mê. À, chìm đắm trầm mê trong bóng tối nha. Chìm đắm, hôn trầm là chìm, trầm là chìm đắm, trầm mê. Ý nghĩa cái chữ hồng trầm nó phân ra vậy thì mình sẽ hiểu được ý ha. Rồi bây giờ về phần Bali á, thì cái chữ thi ná để căn từ chữ chữ này, căn từ chữ thi này, chữ chữ thê này, à, căn từ chữ đó tức là co rút lại, à, là co rút lại. Đúng rồi. Ờ, cái chữ thi ná này nó có ba cái từ giống nhau vậy nè. Ba cái từ nó giống nhau. Thề ná, thá ná, thi ná ha, ba cái từ giống nhau ha. Rồi mình xuống dòng, mình gặp vào dòng cái
đánh cái bông đầu dòng. Cái thì ná này đó, nó có ý nghĩa là như vậy, gạch đánh cái đầu dòng cái. Là trạng thái co rút, là trạng thái co rút như lông gà trước ngọn lửa. Là trạng thái co rút như lông gà trước ngọn lửa. Và cái hồng cầm đó. Rồi, xuống đánh tiếp hoàng thị nữa. Trạng thái ương yếu bệnh hoạn. Trạng thái ương yếu bệnh hoạn. Rồi, thêm nghĩa nữa. Bán và thị tiếp. Và sự co rúm không muốn hoạt động, phải không nhạy bén. Sự co rúm không muốn hoạt động, phải không nhạy bén. Rồi, cái dòng đánh qua thầy tiếp. Sự lười biếng phải giả dưỡi. Sự lười biếng giả dưỡi. Rồi, đánh dòng tiếp. Sự mất linh hoạt làm cho tâm và tâm sở bị trì trệ. Sự mất linh hoạt làm cho tâm và tâm sở bị trì trệ. Sự mất linh hoạt làm cho tâm và tâm sở bị trì trệ. Sự mất linh hoạt làm cho tâm và tâm sở bị trì trệ. Rồi, đánh cái bông bự trước nha, đánh cái bông ha, để nhấn mạnh cái chỗ này ha. Tức là đối nghịch với hôn trầm là tinh tấn. Đánh cho bằng bự cho nó. Đối nghịch với hôn trầm là tinh tấn. Đúng rồi. Đó là cái ý nghĩa của cái tâm sở thi đó. Ngài Chê Tát Xích Khá. Tức là nó là một cái, khi nào chúng ta có những cái trạng thái mà cái tâm của mình nó có trạng thái co rút, cái trạng thái mà yếu đuối, bệnh hoạn, hoặc là cái trạng thái nó co rúm, nó không muốn hoạt động, cái tâm mình nó bị co lại, nó không muốn hoạt động, nó không có nhạy bén, hoặc là dễ hiểu hơn là nói khi mà mình bị vô một cái trạng thái là lười biếng, lười nhác, giả dưỡi, quể quải, thì đó là mình rơi vào trong cái trạng thái hung động. Và cái trạng thái này nó làm cho cái tâm và tâm sở của mình nó bị giống như trì trệ, nó bị giống như bị cứng sơ sượng, vị này kia nọ, thì đó là cái trạng thái của cái tâm sở hồng trầm này. Và như vậy khi chúng ta nắm được những cái trạng thái này á, chúng ta hiểu được nó qua cái ý nghĩa này để chúng ta nắm được cái thực tính pháp của nó, thì khi mình rơi vào trong những trường hợp này mình biết là mình đang trong cái trạng thái nào. Đó là cái ý nghĩa của cái tâm sở thì nó chê ta sẽ khác. Và đối nghịch của nó để cho mình dễ thấy nhất là khi mình thấy đối nghịch của cái hôn trầm này, tức là cái sự tinh tấn, tức là sự tinh cần, sự dũng mãnh, sự siêng năng tích cực, nó ngược lại với cái tâm sở hôn trầm này. Đó là cái ý nghĩa của cái tâm sở hôn trầm. Nó mang một số những cái tướng trạng, một cái số cái cách của nó làm việc đối với tâm và tâm sở như vậy.
Rồi, đó là phần ý nghĩa. Rồi bây giờ mình xuống học về tứ ý nghĩa của tâm sở không trầm. Bốn cái cách của tâm sở không trầm á, tứ ý nghĩa của tâm sở không trầm á, rồi tứ ý nghĩa hai chấm. Một là trạng thái là cách lười biếng, là cách lười biếng, trạng thái là cách lười biếng, chặn đứng sự siêng năng. À, mình phải nắm cho chính xác ha. Là cách lười biếng, chặn đứng sự siêng năng. Chặn đứng sự siêng năng. Rồi số 2, phận sự. Phận sự đó là làm, phận sự đó là nó rời bỏ tinh tấn. Phận sự là rời bỏ tinh tấn, làm cho không còn siêng năng tích cực. Làm cho không còn siêng năng tích cực, đưa đến ngoại lộ tâm. Đưa đến ngoại lộ tâm, bước vào hậu kiếp. À, phận sự của nó là rời bỏ tinh tấn, làm cho không còn siêng năng tích cực, đưa đến ngoại lộ tâm, bước vào hậu kiếp. Biết được không? Đưa đến ngoại lộ tâm, bước vào hộ kiếp, bước vào pháp văn giá đó, hộ kiếp đó. Rồi đó là cái phận sự của nó. Rồi tới số 3 là sự thành tựu. Sự thành tựu là tâm bị lui sụp, là tâm bị lui sụp. Đúng rồi. Rồi số 4, nhân cần thiết mà không khéo tác ý, không khéo tác ý, vụng dụng tâm. Đầy đủ luôn ha, không khéo tác ý, vụng dụng tâm. Vụng dụng luôn, tức là vụng về mà sử dụng á, vụng dụng tâm. Vụng đúng là thêm với dụng nữa, vụng thì sử dụng là vụng dụng tâm, hai cái luôn. Vụng vụng có chữ dê, vụng có chữ dê, vụng vụng học qua lai viết đúng rồi đó. Thân cái thật ý, vụng dụng tâm. Không khéo tác ý, phải một cái, là vụng dụng tâm. Được chưa? Không khéo tác ý, phải vụng dụng tâm đi liền liền ha. Vụng dụng tâm nó đi một câu luôn, chứ không phải phải nữa nha. Vụng dụng tâm, tức là dụng tâm một cách vụng về đó. Dụng tâm một cách vụng về, kêu vụng dụng tâm. Rồi, đúng rồi, đó là bốn cái ý nghĩa này mà chúng ta cần phải nắm rõ về cái này ha. À, cái trạng thái của cái tâm sở không trầm này á, nó là một cái sự cái cách của nó làm nó là lười biếng, lười nhác. Và cái lười biếng, lười nhác này của nó chặn cái sự mà siêng năng tích cực của mình. À, cho nên cái tâm sở không trầm này nó rất là tai hại, bởi vì nó làm cho mình mất đi cái tính linh hoạt, mất đi cái tính siêng năng tích cực, nó chặn đứng sự siêng năng, và nó làm một cái phận sự là nó rời bỏ cái sự tinh tấn,
tức là nó bỏ luôn cái từ bỏ cái sự tinh tấn này, nó không còn muốn tinh tấn, không còn muốn siêng năng nữa, và làm cho không còn có một cái sự mà siêng năng tích cực, tức là nó cho mình tàn lụi cái sự mà siêng năng, tàn lụi cái sự mà hưng phấn, sự tích cực trong thiền pháp, nó làm cho mình mất đi cái tính đó, và nó đưa đến ngoại lộ tâm, tức là cái lộ trình tâm mình nó đang đưa về ngoại lộ, tức là không còn vào trong bước trong cái vòng lộ tâm nữa, mà nó bước vào, nó khuynh hướng đi về cái trạng thái hộ kiếp, tức là bước về trạng thái như là nó muốn đi vào giấc ngủ, mệt mỏi uể oải muốn đi vào cái giấc ngủ, thì nó có khuynh hướng đưa đến ngoại lộ tâm, tức là bước vào cái vòng hộ kiếp. Đó là cái phần sự của nó là như vậy. Và cái sự thành tựu của nó, khi nào mình thấy cái tâm mình nó có cái trạng thái mà nó bị lui sụp, nó bị thụt lùi trước những cái công việc, thì lúc đó cái tâm mình nó đang bị vô đang bị cái trạng thái là không cần. Và tại sao chúng ta bị như vậy? Tại bởi vì chúng ta không có khéo tác ý, không có khởi những cái ý mà để cho cái tinh tấn nó sân khởi lên được, mà chúng ta vụng về trong cái vấn đề dụng tâm, mình không có khéo, mình để cho cái tâm mình nó cứ lui sụp, để cái tâm mình nó trở nên uể oải biến nhát vậy ha. Đó là cái nhân cần thiết mà chúng ta muốn cho diệt trừ cái vấn đề mà hôn trầm này, chúng ta phải khéo tác ý. Khi mà mình rơi vô trạng thái này, mình phải khéo tác ý giật dậy cái dòng tâm thức của mình liền, đừng để cho nó rơi vào trong cái trạng thái hôn trầm này. Mà cái pháp này rất là khó, nhưng phải dễ rồi. Khó trị đó. Đó là chúng ta học về cái đầu tiên là về cái tâm sở hôn trầm. Cái tâm sở thứ hai là thủy miên. Thủy miên tâm sở. Mittha cetasika, hai cái này là một cặp ha, nó đi đôi nha. Mittha cetasika. Tâm sở thứ hai là thủy miên tâm sở. Mittha cetasika. Rồi đúng rồi. Chứ về chữ Hán Việt, cái chữ thủy, chữ thủy là buồn ngủ và ngủ gật, đây là thủy. Thủy là ngủ, buồn ngủ, ngủ gật rồi, đây là thủy. Rồi chữ miên, chữ miên, miên cũng là ngủ luôn, miên là ngủ. Dùng thì ta nói là thất miên, tức là mất ngủ. Miên là ngủ, miên cũng là ngủ luôn. Hoặc là có những lúc mà chúng ta nghe nói thì nó thôi miên, tức là những người mà có cái thuật thôi miên, tức là làm cho người nào đó đi vào trong cái giấc ngủ, thì được gọi là thôi miên. Thì như vậy cái thủy miên tức là buồn ngủ giả dưỡi mà đưa đến vấn đề mà đi vào giấc ngủ luôn. Thì như vậy đó là ý nghĩa của chữ thủy miên về cái tiếng Hán như vậy. Thì chúng ta thường hay nghe nói có ông nhạc sĩ tên là Ngô Thụy Miên, nghe đẹp hơn nhưng mà dịch ra tiếng Hán thấy hơi kỳ kỳ. Ngô Thụy Miên. Rồi cái chữ mà Mittha Cetasika thì nó căng từ cái chữ này, chữ mít em ai đi đi ha. Căng từ chữ mít tức là không có khả năng hoạt động. Cái căn của cái chữ đó là chữ mít, không có khả năng hoạt động. Không có khả năng hoạt động. Đúng rồi, rồi chữ tới cái chữ Mittha, nguyên chữ luôn là Mittha, tức là trạng thái bần thần. Mittha này nghĩa là trạng thái bần thần, giả dưỡi, buồn ngủ,
cần bần thần nè, giả dưỡi buồn ngủ, uể oải. Trạng thái bần thần, giả dưỡi buồn ngủ, uể oải. Rồi, phản ánh tâm trạng không còn hăng hái, không còn năng nổ hoạt động. À, phản ánh tâm trạng không còn hăng hái, không còn năng nổ hoạt động. Phản ánh, phản ánh tâm trạng không còn hăng hái, không còn năng nổ hoạt động. Rồi, đúng rồi. Đó, tức là cái chữ mít thá này là mít thá che đó sẽ khá là thủy miên đó. Tức là một cái trạng thái mà nó, cái tâm sở này nó làm cho cái tâm mình nó đi vào trong cái trạng thái là bần thần, giả dưỡi, làm cho tâm sở mình nó bị, là quế quả giả dưỡi, làm cho không còn có sự hăng hái, năng nổ nữa. À, nó muốn đi vào trong giấc ngủ. À, như vậy là được gọi là mít thá chê thá xích khác. À, như vậy là, rồi bây giờ mình xuống mình đánh cái bông, hai cái bông bự nữa ha. Sự giống và khác giữa hai tâm sở hôn trầm và thị miên. Sự giống và khác giữa hai tâm sở hôn trầm và thị miên. Rồi, sử dụng mình là chữ giống hai chấm, gạch đầu dòng, giống hai chấm, sử dụng gạch đầu dòng, và mất khả năng ngăn chặn sự linh hoạt của các pháp đồng sanh. Cái giống đó, thứ nhất là mất khả năng ngăn chặn sự linh hoạt của các pháp đồng sanh. Rồi, sử dụng gạch đầu tiếp. Cùng đối nghịch với tinh tấn. Cùng đối nghịch với tinh tấn. Rồi, gạch đầu dòng tiếp. Làm cho các pháp trở nên thô cứng, sượng sùng, khó thích ứng. Làm cho các pháp trở nên thô cứng, sượng sùng, khó thích ứng. Thô cứng chứ không phải khô, làm cho các pháp trở nên thô cứng, sượng sùng, khó thích ứng. À, rồi xuống dòng là chuyện về phần khác, khác hai chấm. Khác hai chấm. Dòng người ta dòng ha, hôn trầm làm cho tâm trở nên thụ động lười nhác. Hôn trầm làm cho tâm trở nên thụ động lười nhác.
Rồi, xuống dòng gạch tiếp vào dòng. Thủy miên tác động làm cho tâm và tâm sở rơi vào trạng thái buồn ngủ. Thủy miên tác động làm cho tâm và tâm sở rơi vào trạng thái buồn ngủ. Rồi, đó là cái sự giống và sự khác của nó. À, thì cái sự giống nhau chúng ta thấy á, trình bày là mất cái khả năng. À, cũng giống nhau, hai cái nó đều hôn đồng thiên biên, nó đều là trạng thái là làm cho mất khả năng. Nó ngăn chặn đi cái, những cái vấn đề mà cái sự mà linh hoạt của cái các pháp đồng sanh chung của nó. À, và ngay cả chính nó và những cái pháp đồng sanh chung đều mất cái tính khả năng linh hoạt. À, chậm lục, quể quải, bùi lười nhát vân vân, thì nó cũng có những cái giống nhau. À, và nó cùng đối nghịch với lại tinh tấn, tức là cái mà hôn trầm đối nghịch với tinh tấn thì thủy miên cũng đối nghịch với tinh tấn, tức là nó làm một cái pháp mà làm cho tâm tâm sở trở nên lười nhác, đó là cũng đối nghịch với tinh tấn, và nó làm cho các pháp trở nên thô cứng, tức là làm cho những cái pháp mà đồng sanh chung với nó là trở nên là cứng sượng sùng, không còn có thích ứng, không còn có nhu nhuyễn, không còn có dễ sử dụng nữa. À, và nó trở nên thô cứng sượng sùng, khó thích ứng như vậy. À, cho nên đó là những cái sự giống nhau của hai cái pháp này. À, rồi về cái sự mà khác á, thì cái hôn trầm á, nó làm cho cái tâm mình nó tác động, nó làm cho cái tâm mình trở nên thụ động, tâm mình nó không muốn làm gì đó, trở nên thụ động lười nhác. À, còn cái thủy miên thì nó tác động, nó làm cho cái tâm mình và cái tâm sở của mình nó muốn rơi vô hậu kiếp luôn. Muốn rơi vào trạng thái và ngủ luôn. Thì khi mà hai cái tâm sở này hôn trầm thủy miên mà nó sanh lên á, thì nó làm cho tâm mình trở nên biến nhát, lười biếng, thụ động, rồi từ đó nó rơi, muốn rơi vào, muốn đi tìm chỗ để ngủ, muốn nằm xuống ngủ cho giấc cho đã. Thì khi mà hôn trầm thủy miên nó tác động mạnh á, thì nó sẽ làm cho mình rơi vô trong cái tình huống như vậy. Đó là cái sự giống và khác biệt nhau của cái hôn trầm thủy miên như vậy. Rồi xuống dòng mình đánh hai cái bông bự ha. Hôn thủy cái, tức là hôn trầm thủy miên mà năm thiền cái đó, tức là hôn thủy cái. Và cái đặt cái tên là hôn thủy cái. Khi chúng phát mạnh á. Hôn thủy cái mà khi chúng phát mạnh thì sẽ trở thành chướng ngại của thiền định và đạo quả. Chứ không phải chuyện đơn thường nha. Tức là hôn thủy cái, khi chúng phát mạnh, sẽ trở thành chướng ngại của thiền định và đạo quả. Đức Pháp, Đức Tăng, mình hoài nghi không biết có phải Đức Phật là bậc tịnh, thanh tịnh trọn vẹn, bậc bi trí dũng hay không, mình hoài nghi về đó. Ân đức của Pháp, ân đức của Tăng, mình cũng hoài nghi, không biết có như vậy đúng hay không. Rồi mình hoài nghi về cả luôn cái tam học luôn, giới định tuệ luôn, không biết tu theo qua cái tam học này, không biết có phải đưa tới giải thoát hay không. Tâm mình hoài nghi. Rồi mình hoài nghi về quá khứ, rồi không biết là quá khứ là mình ở đâu, mình là gì, không biết mình có hay không, mình hoài nghi về quá khứ. Rồi mình hoài nghi về tương lai, không biết về tương lai mình đi về đâu, mình sanh về đâu, mình làm gì, mình có hay không, hay là không có, mình hoài nghi. Rồi mình hoài nghi về hiện tại, tức là hiện tại này không biết từ đâu có, mình là hiện thân của những vị trời nào, hay là chúng ta từ một cái cõi nào nó sanh lên, hay là không có từ cõi nào, hay là do tự nhiên sanh, vân vân, hoài nghi tùm lum. Rồi hoài nghi về cái lý duyên khởi, hoài nghi về thập nhị nhân duyên, tức là mình không hiểu được cái điều này, bắt đầu mình hoài nghi cái pháp này, mình cho cái này không biết có đúng hay không, hay là duyên vô minh, duyên hành, cái gì duyên vô minh, rồi suy nghĩ mông lung, rồi chúng ta hoài nghi đủ thứ. Cho nên đó là 8 cái vấn đề mà đưa chúng ta đến cái sự hoài nghi.
chỉ có khi nào chúng ta chứng đắc tu đồ quần trở lên thì chúng ta mới tận diệt được những cái sự hoài nghi này. Đó là tám cái vấn về hoài nghi ha. Rồi tiếp theo là hoài nghi về Đức Phật có năm điều. Hoài nghi về Đức Phật có năm điều. Hoài nghi về riêng về hoài nghi Đức Phật á, một là Đức Phật có thật sự chứng đắc nhất thiết trí không? Đức Phật có thật sự chứng đắc nhất thiết trí không? Rồi, thứ hai, hào quang của Đức Phật có chiếu sáng nơi khuất không? Hào quang của Đức Phật có chiếu sáng nơi khuất không? Là chiếu sáng này chiếu xuống cõi địa ngục á. Hào quang của Đức Phật có chiếu sáng nơi khuất không? Là nghe nói là hào quang của Đức Phật có thể chiếu xuống tất cả những cõi địa ngục âm ti được, bắt đầu nghe nó nghi, mình không biết có thật hay không, hay là người ta nói. Rồi, rồi số 3 là hào quang sáu màu của Đức Phật phóng ra khi suy xét về tạng luận, có đầy đủ chăng, có đầy đủ chăng, có đủ đúng chăng ha? Tức là hào quang sáu màu của Đức Phật khi ngài phóng ra, khi ngài suy xét về tạng Abhidhamma này nè, điều này có đúng, có đầy đủ chăng? Luận chứ mà luận Abhidhamma mà luận thì tặng luận, tức là nhất là suy xét về là cái duyên hệ đó, thì Đức Phật phóng hào quang sáu màu, suy xét hào quang sáu màu phóng ra, quý vị bạn có đúng hay không, có đủ sáu màu hay không, hay là năm màu hay ba màu bốn màu vân vân. Rồi số 4, mình có nói về vấn đề mà Đức Phật dùng song thông, Đức Phật dùng song thông lực nhiếp phục ngoại đạo, rồi an cư mùa mưa đó, ở cung trời đạo lợi có thật chăng? Đức Phật dùng song thông nhiếp phục ngoại đạo, rồi an cư mùa mưa ở cung trời đạo lợi có thật chăng? Đúng rồi, đó là số 4, hoài nghi thứ 4. Và tới cái hoài nghi thứ 5 là không biết ngài có thật sự mà diệt trừ vô minh bằng năng lực trí tuệ hay không? Điều này có thật không? Về hoài nghi về trí tuệ của Đức Phật. Tức là hoài nghi ngài có thật sự diệt trừ vô minh bằng năng lực trí tuệ không? Đó, tức là năm cái vấn đề mình hoài nghi về Đức Phật.
Chúng ta nhiều chúng ta hay có những cái suy nghĩ nghi ngờ đủ thứ chuyện ha. Không biết Đức Phật có phải là có được nhất thiết chủng trí không, Đức Phật có thật sự có hào quang rồi rộ xuống thấu cả những cõi địa ngục hay không, hay là khi mà ngài nghe nói trong kinh là ngài ngài suy xét về tạng luận, nhất là về bộ là Bát Thánh Á, ngài hào quang sáu màu xuất hiện này, không biết có hay không, hay là người ta thổi phồng vấn đề vân vân, mình nghi tùm lum ha. Rồi nghe nói Đức Phật dùng song thông để nhiếp phục hàng ngoại đạo, rồi ngài về cung trời đạo lợi, ngày an cư mùa mưa ở cung trời đạo lợi để dạy Abhidhamma ra đó, không có thật hay không, rồi ngày diệt trừ cái vô minh có phải bằng năng lực trí tuệ hay không, cái điều này có đúng vậy không, mình nghi ngờ những cái pháp mà làm cho mình nghi về Đức Phật. Rồi tới hoài nghi ân đức pháp có bốn điều. Hoài nghi ân đức pháp có bốn điều. Một, sự đắc chứng bốn thánh đạo. Sự đắc chứng bốn thánh đạo có hay không? Rồi, hai, sự thành đạt bốn thánh đạo, bốn thánh quả có hay không? Sự thành đạt bốn thánh quả có hay không? Có hay không? Rồi, số ba, trạng thái niết bàn có phải là vắng lặng chấm dứt khổ không? Trạng thái niết bàn có phải là vắng lặng chấm dứt khổ không? Rồi, số 4 là giáo pháp của Đức Phật có phải là 84.000 pháp uẩn không? Giáo pháp của Đức Phật có phải là 84.000 pháp uẩn không? Tức là bốn cái cách mà mình hoài nghi về cái ân đức của pháp. Tức là thứ nhất mình hoài nghi về cái ân đức mà người mà nương theo pháp tu tập thành đạt được bốn thánh đạo, không biết điều này có hay không, là chứng đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, không biết có thiệt hay không, mình hoài nghi phân dân. Rồi những người mà nghe nói đắc được những cái đạo quả này, tức là thành đạt được bốn cái thánh quả, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, không biết này có thiệt hay không, hay là có vẻ như cái vẻ như là mơ hồ không tưởng, mình nghi ngờ vân vân. Rồi nghe nói tới niết bàn, nghe nói niết bàn là trạng thái vắng lặng tịch tịnh, và cái trạng thái mà cái gì chấm dứt tất cả mọi sự khổ đau, không biết có phải như vậy không. Hoài nghi tâm mình hoài nghi, rồi mình hoài nghi về vấn đề mà giáo pháp của Đức Phật, không biết có phải có 84.000 pháp uẩn không. Có người nói 84, có người nói 82, có người nói 80, vân vân. Thì đó, hoài nghi về vấn đề này. Thì cái con số 84.000 pháp uẩn thì chúng ta được biết trong sớ giải ta nói là đã được xác nhận, cái 84.000 pháp uẩn này được xác nhận bởi là Đại Đức Ananda.
Thì cái câu chuyện đó là nói tới một 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 thời mà nước đại đức mà móc gà la ná đó, móc cái la ná là một kiền liên á, lại một hôm là móc gà la ná đó, cũng không phải một kiền liên, tôi nhớ lộn này, là móc gà la ná là một người mà hình như là một người chăn bò là phải, mới hỏi ngài là Phật dạy, lời Phật dạy là gì, có bao nhiêu. Hỏi đại đức Ananda như vậy. Lúc đó là đại đức Ananda mới trả lời là nhận được từ nơi của Đức Phật á, Đức Phật dạy là 82.000 pháp. Vì đại đức Ananda xác nhận là nhận được có 82.000 pháp thôi, còn nhận lại của những vị tỳ kheo khác là 2.000 pháp nữa, thì tổng cộng là 84.000. Tức là Đức Phật 82, còn 2.000 pháp nữa là do ngài Sariputta, ngài Một Kiền Liên thuyết lại. Thì đó là 84.000 pháp môn, pháp quẩn, nhưng mà pháp môn nha, pháp quẩn. Thì đó, nhưng mà thấy là xác nhận là có đúng là 84.000, nhưng mà 82 là do chính Đức Phật thuyết, còn 2.000 là do các bậc thánh tăng, các ngài nương theo những lời dạy của Đức Phật, ngài chuyển pháp trở lại. Thì như vậy chúng ta có 84.000 pháp quẩn. Rồi. Đó là vậy mà rồi tới thêm nghi về ba thời quá khứ hiện tại vị lai, nghi về ba thời quá khứ hiện tại vị lai. Tức là bắt đầu mình có những cái sự nghi ngờ, mình nghi về cái ba cái thời này, tức là cái thời quá khứ, mình bắt đầu phân vân, mình đâu có đủ trí tuệ để mình biết quá khứ, bắt đầu tâm mình nó sinh sự nghi ngờ, mình nghi là không biết kiếp trước mình có hay không, kiếp trước mà như thế nào mình có hay không, hay là mình không có, hay là kiếp trước mình không có, có hay là không có, mà giờ nếu có, nếu mà kiếp trước mình có thì mình là gì? Mình là gì, mình là người hay là mình xuất sanh hay là mình là trời hay là mình là cái gì đó mình không biết được, mà không biết kiếp trước mình là gì, mình nghi ngờ phân vân như vậy. Rồi mình nghi là nếu mà kiếp trước á, mà mình là người á, thì mình ở đâu, mình người như thế nào, mình người mình sinh hoạt là sao, mình sống ở đâu, mình con ai như thế nào, mình làm việc như thế nào, mình sống ở đâu, mình tạo những cái điều cái gì, mà mình nghi ngờ tùm lum tùm la về quá khứ tâm mình vân vân. Thì ngày xưa cái thứ gì lúc mà chúng tôi chưa về cái Phật giáo Nguyên Thủy đó, và theo bên Thiền Tông thì người ta có cái chiêu để mà nói về cái quá khứ đó, tức là người ta đưa cái câu là từ khi ta chưa sanh, từ khi ta chưa sanh ra đó, ta là ai, từ khi ta chưa sinh ra ta là ai. Cái đầu mình dùng cái công án đó, mình động rồi động lát cái tâm mình nó nghĩ tùm lum tà la, nó suy nghĩ từ khi ta chưa sinh ra cái trước ta là gì, cái tâm mình bắt đầu nó hỗn loạn lên. Thì cái công án nó làm cho mình đi lạc vào trong cái pháp như vậy. Đó là những cái mà suy nghĩ nghi ngờ về cái thời quá khứ, rồi nghi ngờ về cái thời vị lai cũng vậy. Vị lai thì mình cũng nghi, không biết là kiếp sau mình có không, không biết kiếp sau mình có hay không, chứ chẳng bây giờ mình người ta nói có sanh rồi kiếp sau, không biết kiếp sau mình có hay không. Ví dụ này tôi cũng gặp rất là nhiều người, người ta nghi ngờ vụ này rồi ta phản bác như này, nên làm gì có cái chuyện có kiếp sau, ta nói kiếp sau không có hay là vậy đó, kiếp sau thì làm gì có, mà nghi không biết kiếp sau có hay không. Rồi nếu mà thật sự kiếp sau mà nó có đó, thì mình sẽ là gì, bắt đầu nghi nữa, nghi ngờ với kiếp sau nếu mình có mình sanh ra làm gì, con ai, gia đình nhà nào, hay là sanh lên đâu xuống đâu, nghi ngờ. Thì từ cái vấn đề nghi này nó phát sinh ra nhiều cái vấn đề mà mê tín gì đó, đưa ra những cái vấn đề mà tệ nạn của xã hội cũng từ cái vụ này, nghi ngờ sẽ sanh về đó, thì bắt đầu từ phát sinh ra sự mà
cúng kiến cầu xin đủ thứ chuyện để mà là những người đó chết được sanh siêu sanh về nơi này nơi kia nơi nọ à, thì chính vì do nghi ngờ kiếp sau mình không biết mình có hay không, không hay có, hay là nếu có thì sẽ là gì à, và làm thế nào mà kiếp sau để mà có được mình như thế nào bằng cách nào. Rồi đó tức là những cái sự nghi ngờ về cái là tương lai. À, rồi cái hiện tại mình nghi ngờ về cái hiện tại, tức là cái pháp thứ ba là nghi ngờ về hiện tại. À, tức là mình nghi ngờ dòm thân mình nghi ngờ không biết đây phải là mình hay không á. À, mình phân vân mình không biết à, mình là người hay là mình là từ ở đâu mình có mặt ở đây. À, mình hay là mình từ một ông tiên là nó quá xanh xuống, hoặc là hay là từ một cái chúng con khỉ mình tiến hóa thành. Rồi giống như là chúng ta hồi xưa mình nghe nói rồi Trang Tử ông ngồi phân vân lẫn lộn không biết là ta là điệp hay điệp là ta là bướm hay bướm là ta, phân vân lẫn lộn không biết như thế nào. À, thì đó mình nghi ngờ chính ngay tự thân mình và biết mình là cái gì, mình từ đâu có, mình đâu tới, ai sinh mình ra, mình kiếp trước mình là gì vân vân. Nó nghi ngờ quá khứ hiện tại vị lai, nghi ngờ trong mình, trong người mình đây như là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi đó, vân vân. Mình nghĩ chắc mình là cũng từ là cắt bụi ra rồi hay là mình là cái chúng sanh gì đó, một siêu nhân gì đó, một thiên tài nào đó được sanh xuống làm người để mà phải mà chịu khổ rồi dẫn dắt chúng sanh, vân vân. Mình tự đặt ra đủ thứ cái vấn đề để mà mình suy nghĩ về cái hiện tại. À, biết mình có mặt nên như thế này à, mà chúng sanh là chúng sanh có mặt đây mình từ đâu vân vân vân. Đó là những cái sự nghi ngờ về quá khứ hiện tại vị lai. Rồi đó là ba cái cách đó. Rồi tiếp theo là bốn ý nghĩa, tức là tứ ý nghĩa của tâm sở hoài nghi đó, là tứ ý nghĩa. Ân Đức Tăng không thấy nói mà thấy Ân Đức Tăng thì cũng nằm trong Phật, trong Phật chứ Pháp à, thì chúng ta thấy nó cũng nằm trong có Tăng trong đó à, đọc kỹ là chúng ta sẽ thấy. Còn nghi ngờ là không biết Tăng có đắc đạo quả này kia nọ, có phải là chứng đắc tứ thánh đạo thánh quả rồi đó, mấy cái đó nó cũng nằm trong cái vấn đề đó. Rồi tứ ý nghĩa, một trạng thái là cách hoài nghi. Hai, phận sự làm cho lung lay dây động lưỡng lự phân vân. Phận sự làm cho lung lay dao động lưỡng lự phân vân. Rồi thứ ba là sự thành tựu không thể quyết đoán, không cương quyết. Rồi, số 4 là nhân cần thiết, không khéo tác ý. Đó, tức là 4 cái ý nghĩa của cái tâm sở hoài nghi, tức là cái cách mà nghi ngờ, cách hoài nghi. Phận sự nó làm cho cái tâm mình nó bị dao động, cái tâm mình nó bị lung lay, nó không có đứng vững, nó phân vân lưỡng lự, nó không có quyết. À, thì khi mà nó phân vân lưỡng lự như vậy
thì khi mà nó thành tựu là nó không thể quyết đoán được sự việc, nó không có thể quyết định một cái vấn đề gì. Và cái nhân cần thiết cũng chính là do cái thằng không khéo tác ý, tức là vụng dụng ý, không khéo ý, tức là mình sử dụng cái ý mình nó không khéo, mình không có trí tuệ để mình tác ý đúng pháp, mà nó nằm ra nó hoài nghi tùm lum ha. Đó là cái vấn đề như vậy. Rồi những điều cần nhớ, vào những điều cần nhớ. Có mặt trong tâm si hoài nghi, có mặt trong tâm si hoài nghi, hiệp cùng thể tánh bất thiện, thuộc giống bất thiện, tương hợp với một thọ và thọ xã, đồng sanh với nhân si, đồng sanh với si, rồi làm công tác động tóc, tương ưng với tứ danh quẩn, bất tương ưng sắc quẩn, rồi như vậy chúng ta biết là cái tâm sở hoài nghi nữa thì nó chỉ có mặt trong tâm si hoài nghi, chỉ có mặt trong một cái tâm si hoài nghi thôi, nhưng mà đấy là, thì nó là thuộc về si hoài nghi, thì nó cũng thuộc về tánh bất thiện, là thuộc về giống bất thiện luôn, và tâm si hoài nghi chỉ có một thọ và thọ xã, nó chỉ tương hợp với thọ xã và đồng sanh với nhân si, tức là cùng với một nhân một, nó chỉ có một nhân là nhân si. Và nó làm cái công tác là động tóc, tức là cháo ná đó, tức là sanh trong cái tâm si hoài nghi thì nó làm ở cái lộ động tóc, tức là lộ cháo ná, và nó tương ứng với tứ danh quẩn, tức là thọ tưởng hành thức, bất tương ứng với sắc quẩn. Thì như vậy là chúng ta học dứt điểm là 14 tâm sở bất thiện. Hôm nay là chúng ta học xong 14 tâm sở bất thiện. Quý vị nhắc cái tuần sau là nói chung nhắc tôi nói về phần gom lại tổng kết ha, là phần tổng kết tất cả tâm sở bất thiện này, nó phát sinh ra sao ra thì chúng ta sẽ nói kỳ sau. Đó là hôm nay là chúng ta đã học xong 14 tâm sở bất thiện, là rất là đặc biệt trong cái vi pháp này. Nếu mà chúng ta nắm rõ những cái pháp này, những cái pháp bất thiện này, nó cũng giúp cho mình rất là nhiều trên cái con đường tu học, bởi vì nó luôn luôn là nó đi theo sát mình á. Tâm sở bất thiện luôn luôn có mặt, bất cứ lúc nào, đi đứng nằm ngồi, nhìn thấy nghe ngửi ném xúc chạm, nó đều có thể xuất hiện bất thình lình bất kỳ lúc nào, cho nên mình phải nắm thật rõ những pháp này để mà từ đó chúng ta mới có cơ hội để mà chiến đấu với nó, để mình có thể chiến thắng được nó. Mà rất khó cái điều gì, nó gọi vậy chứ không phải dễ. Cái tâm 14 cái tâm sở bất thiện này
nó tàn sát sinh linh, nó làm cho chúng ta điêu đứng, rất là đau khổ. Và đó là duyên lành, chúng ta rất là được có được cái giáo pháp này, chúng ta đã biết được như vậy. Rồi cái này hình như là xong 14 tuần 6 thiền này ha, là tuần tới và chúng ta chỉ tổng kết lại bài này. Và tuần tới cái chương trình chúng ta theo thiết nghĩ tuần tới là quý vị nên bây giờ chuẩn bị trước, mình có những cái buổi trình bày thuyết trình về chính tự thân của mình. Thế là khi học xong cái những cái phần này và quý vị lên có thể mỗi người lên trình bày về cái đời sống của mình. Lúc mà chưa gặp giáo pháp thì nó như thế nào, và khi mình gặp được giáo pháp là nhân duyên nào đưa mình để mà gặp được giáo pháp, rồi khi gặp được giáo pháp thì cái vấn đề nó sẽ xảy ra sao, thì mỗi người chúng ta có một cái đặc biệt quyền, nó cũng là một cái những cái bài pháp mà chúng ta là lên mình thuyết trình về chính tự thân cũng rất là hay. Chúng ta nghĩ là tuần sau mình sẽ làm một buổi như vậy. Vậy để mà báo trước cho quý vị chuẩn bị ha, tức là lúc mà chưa có học, chưa gặp giáo pháp thì mình theo một cái tôn giáo nào vân vân, là mình có những cái đời sống như thế nào, rồi khi mình gặp được giáo pháp thì mình học được giáo pháp thì nó ra sao, rồi khi mà học được rồi nó sau đó mình sẽ có những cái sự tác ứng nó như thế nào. Vậy giờ chuẩn bị cho mình có những cái phần như vậy để lên thuyết trình, rất là quan hệ xã hữu, mong là quý vị lên thuyết trình đều đặn, nhiều vị lên ủng hộ tham gia. Chứ không thôi giờ khi nói tới mấy vụ này cái im ru không thấy ai lên để rùm trống rỗng, cũng mất vui. Nhưng mà đó là vấn đề như vậy. Rồi xin chấm dứt buổi học hôm nay, cũng do phước báo này chúng ta cầu mong cho chúng ta luôn có được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm thành tựu chánh trí, đồng điệu nhau cả thấy. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Kha Dạ. Dạ sa thú anh khai. Dạ Nhật Quỳnh Thanh thay mặt cả học viên trong gum thành kính tri ân minh kinh rất là nhiều, đã mở thời gian giảng dạy cho cái lớp học Phật giáo Nam truyền này. Rất mát trời, dạ, để được hiểu về cái môn Di Diệu Pháp được kỹ hơn. Lý do là cái môn này rất là khó học, và cũng phải bỏ ra nhiều thời gian dạy thì học viên mới hiểu nổi. Nhật Quỳnh, dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính cảm ơn huynh rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, dạ con, sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Dạ, nếu sư nghe được âm thanh con sẽ cho con một tín hiệu để sau khi chúng con học pháp, chúng con sám hối, cung thỉnh đại đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ lành thai. Dạ, Nhật Quỳnh, quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi tính pháp ạ. Không biết quý vị sao cho Nhật Quỳnh thấy học môn Di Diệu Pháp thì càng học thì mình mới hiểu rõ được hơn về cái hạnh của Đức Thế Tôn. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Uttamang.